Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Clip buổi tối ngày hôm nay là ngày 22 tháng 9 thì em Xuân Đình để tiếp tục về cho các bác những cặp loa bãi Nhật siêu đẹp. Thế hôm nay em về được một cặp đôi Pioneer SI7. Đây là những dòng loa huyền thoại chuyên nghe bolero nhạc vàng trữ tình. Và những dòng loa này thì rất dễ phối ghép, phân khúc tầm trung dưới 10 triệu đồng thì các bác nên chọn những dòng loa I7 để nghe nhạc vàng bolero rất là tuyệt vời. Loa thiết kế đẹp sang trọng, đối xứng bên trái bên phải. Cấu hình của loa sử dụng là một bát 25, một chung và một tép điện. Và những dòng loa này thì em về thường xuyên, cho nên đây là những hàng tuyển chọn còn rất là đẹp, rất là mới. Và đặc biệt nhất dòng loa này thì rất dễ phối ghép. Và hôm nay thì em về được hai cặp phục vụ cho các bác. Các bác những cái cặp loa này vừa trưng bày đẹp mà nghe tiếng rất là hay, căng cước là đẹp và dìm tuyệt đối luôn. Đấy. Dòng loa này thì ghép tốt nhất với những dòng Pioneer như 7800 trơn, 7800 mắc đôi. Ngoài ra thì các bác mà muốn nghe cái giải trầm sâu thì các bác nên ghép vào những dòng sân xui như 657X, Decat, LXA. Thì tiện em vẫn còn chiếc Army sân xui 657XR thì em vẫn để nguyên em test. Vì tiếng nó rất dễ phối ghép, vì tiếng nó rất là hay và đánh cái phần âm sắc nó rất là tốt. Những cái video này thì thường thường em chỉ test được những bản nhạc không lời, vì nếu test bản nhạc có lời thì sẽ có bản quyền nên là rất là khó test và cũng như sẽ hạn chế về người xem. Thế nếu như các bác mà gần cửa hàng Xuân Đình thì mời các bác qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng để các bác thẩm âm với những cặp loa này. Chất âm luôn luôn là vượt xa tầm tiền và cái mức giá tiền của những cặp loa này thì lại cực kỳ là hợp lý, cho nên em Xuân Đình lựa chọn để phục vụ cho các bác. Giữa cặp loa I7 và cặp loa I9 nó chỉ khác nhau là cấu hình, là loa I9 là bát 30 nhưng I7 thì nó bát 25, nhưng cái giá tiền thì nó gần như là gấp đôi rồi. Cho nên đây là những cái sự lựa chọn tốt nhất mà em Xuân Đình dành cho các bác để phối ghép về những cái chữ âm ly của nhà mình. Và những cái dòng loa này thì các bác chơi rất tốt với diện tích phòng từ 30m² trở lên, cho nên các bác an tâm về chất lượng cũng như chất âm và cái mức giá tiền. Thì em sẽ quay chi tiết từng cặp một. Ở phía bên trên là một cặp, ở phía bên dưới là một cặp, đều đã test là hoạt động tốt rồi. Đấy, thiết kế đẹp. Kích thước tổng quan là chiều cao nó đạt là 80, chiều ngang của loa là 36 và chiều sâu là 32, loa 3 đường tiếng. Một bát 25, gân của nó là gân mút, màng nó là màng giấy và các tuyến loa rất đẹp. Đấy, kiểu loa rất là mới, trùng tép. Đấy. Tép này là tép điện và loa này thì đảm bảo các bác là phải là zin tuyệt đối luôn. Tép này mà cuốn lại hoặc là sửa chữa thì em không bán được, em bán cũng rất là mang tiếng. Đấy, model của nó là SI7, loa 3 đường tiếng, thiết kế đẹp, các cái tuyến loa rất là mới. Đấy, căng cước đầy đủ, những cái căng này nó rất là mỏng và tìm những cái cặp căng mà nó còn đẹp được đẹp này cũng rất ít, nên là em chỉ chọn cho các bác những cặp loa đẹp thì em mới nhập về bán thôi. Hiện tại thì những cái cặp loa này thì có cái mức giá cũng rất là mềm. Và với những cái cặp tuyển chọn thì bao giờ cũng vậy. Nếu ví dụ mình nhập bằng số lượng, ví dụ nhập răm 70 đôi thì nó có con nọ bù con kia thì sẽ giá sẽ khác. Còn với những cặp tuyển chọn sắc nét và mộc mạc như này là rất ít, giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Và ở bên em thì vẫn có mức giá như cũ, không có gì thay đổi. Thông số cặp loa SI7 thì có trở kháng là 6 ohm, công suất là 150W. Margin Japan, loa này sẽ thiết kế là nép và rai, góc cạnh tuyển chọn là loa còn đẹp. Còn tất nhiên thì đồ cũ nó vẫn có chảy xước vì tuổi đời của những cái cặp loa này là mấy chục năm rồi chứ không phải là vừa mới sản xuất, cho nên là các bác khi chơi về đồ cũ thì các bác cũng sẽ thông cảm một vài những cái chi tiết nhỏ như thùng có hơi có sức sát. Còn quan trọng nhất vẫn là tuyến loa cũng như cái chất về loa thì phải đảm bảo được cái độ zin tuyệt đối, cho nên các bác an tâm về chất lượng. Hiện tại thì cặp loa này em đang bán mức giá là 8.500.000 đồng, 8.500.000 một cặp. Và hiện tại thì em đang có hai cặp, đều là hàng bãi tuyển chọn từ những cái tuyến loa rất là xuất sắc, chất âm thì rất là hay rồi. Đấy, góc cạnh thùng cặp nào cũng vậy, đều góc vuông thành sắc cạnh và còn rất đẹp, rất mới. Các bác là đang chơi những chiếc âm đấy I7 ghép vào những cái bộ này cũng rất là hay, hoặc các bác ghép vào những dòng I7, I9 đều rất là tốt rồi. Ngoài ra thì các bác muốn có đèn vu đẹp thì các bác ghép vào những dòng như 7900 nó có đèn tia, 7800 hoặc 7800 mắc đôi, hoặc là 8800 mắc đôi, đánh những cặp này cũng rất là hay. Mức giá là 8.500.000 đồng.
Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em Xuân Đình theo số điện thoại trên bài. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.